Theo Sở Y tế Hà Nội trong tuần vừa qua, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc viêm não Nhật Bản trong năm 2019. Theo đó, từ tháng 5 tới tháng 8 hàng năm là giai đoạn cao điểm của căn bệnh này. Cảnh báo mọi người dân đề cao biện pháp phòng bệnh. Trường hợp mắc viêm não Nhật Bản là bệnh nhi 4 tuổi ở xã Hồng Phong, Trương Mỹ, Hà Nội, nhập viện nhi trung ương trong tình trạng sốt cao, ly bì co giật, hiện sức khỏe đã tiến triển khả quan. So với năm 2018 thì năm nay Hà Nội ghi nhận ca bệnh viêm não Nhật Bản sớm hơn. Các bệnh đầu tiên trong năm 2018 được ghi nhận vào giữa tháng 6. Theo bệnh viện nhi trung ương, viêm não Nhật Bản là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây qua mũi đốt, bệnh thường gây viêm não màng não ở trẻ em có tỷ lệ tử vong và di chứng cao từ 25 tới 35%. Đặc biệt, bệnh viêm não Nhật Bản thường khó phát hiện sớm do các triệu chứng ban đầu rất giống với những viêm nhiễm khác. Diễn tiến của bệnh lại rất nhanh, thậm chí là chỉ một ngày. Bệnh nhân đã có biểu hiện co giật, rơi vào trạng thái hôn mê. Do đó, Sở Y tế Hà Nội cảnh báo tất cả người dân phải đề cao biện pháp phòng bệnh, giữ gìn vệ sinh, có các biểu hiện bất thường phải đưa đến bệnh viện thăm khám cẩn thận.